chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch trong ngày đầu tiên của năm mới 2019 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, thuộc xã Thành Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, núi Bà Đen được xem là ngọn núi cao nhất ở Nam Bộ với chiều cao khoảng 986 m, nằm trong quần thể di tích văn hóa lịch sử của Tây Ninh. Nổi bật giữa đồng bằng tạo nên cảnh quan độc đáo cùng với những sự tích ly kỳ, thu hút khá nhiều du khách tìm đến để hành hương, lễ chùa và tham quan du lịch. Với các bạn trẻ ưa thích khám phá, mạo hiểm thì chắc hẳn là không thể bỏ lỡ cơ hội được chinh phục ngọn núi này. Để leo được lên đỉnh núi, du khách sẽ phải vượt qua 7 km đường núi đá với những đoạn rất khó di chuyển. Tuy nhiên, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên suốt hành trình của mình. Đồng thời cắm trại trên đỉnh núi và thưởng ngoạn bầu không khí trong lành, mát mẻ của sớm mai cũng là hoạt động ưa thích của nhiều bạn trẻ. Ngoài ra thì dải khắp từ chân núi lên đến đỉnh núi là những quần thể kiến trúc độc đáo của những ngôi chùa, miếu, tháp. Trong đó phải kể đến điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu, gắn liền với truyền thuyết ly kỳ về nàng Đinh rất linh nghiệm. Mỗi năm thu hút một lượng lớn du khách đổ về để lễ bái. Và đây cũng được xem như là một trong những nét văn hóa dân gian của người dân Nam Bộ. Dự báo thời tiết tại Tây Ninh trong 3 ngày tới phổ biến nhiều mây nhưng chỉ có mưa ở vài nơi, ngày có lúc hửng nắng nhưng không quá nóng, với nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 31 cho tới 32 độ, cho nên tương đối thuận lợi cho các hành trình khám phá, tham quan của du khách trong những ngày đầu năm mới 2019. Đến với các tỉnh thành khác ở Nam Bộ, chịu ảnh hưởng bởi rìa nam của không khí lạnh tăng cường mạnh, khuếch tán về, kết hợp với rìa phía tây của hoàn lưu cơn bão số 1. Vì vậy mà thời tiết chuyển nhiều mây và mưa có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng. Trong cơn dông khả năng còn kèm theo gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất ngày trên toàn khu vực dao động là từ 28 tới 32 độ. Đến với khu vực Bắc Bộ thì khối không khí lạnh chi phối khu vực có xu hướng suy yếu chậm, song cường độ vẫn còn mạnh. Vì vậy, mặc dù nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ ở một số khu vực, nhưng nhìn chung là trời tiếp tục rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Bên cạnh đó, từ ngày 3 tháng 1, khu vực còn chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa nhiều trở lại. Và mưa xuất hiện nhiều kèm với hơi lạnh từ khối không khí lạnh sẽ tạo cảm giác rét buốt. Do vậy, nếu có kế hoạch cho những chuyến tham quan ngoài trời, du khách cần lưu ý phòng tránh mưa, mang đầy đủ đồ ấm để bảo vệ sức khỏe trong suốt hành trình của mình. Nhiệt độ thấp nhất ngày dao động từ 10 tới 14 độ, vùng núi là từ 6 tới 9 độ, vùng núi cao xuống dưới 6 độ. Các tỉnh miền Trung bên cạnh chịu tác động của không khí lạnh khiến cho trời rét, phía Nam đèo Hải Vân trời lạnh. Ngoại trừ khu vực từ Thanh Hóa tới Nghệ An thì các nơi khác dọc dải đất miền Trung này còn tiếp tục chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao, nên mưa vừa mưa to sẽ còn xuất hiện diện rộng. Riêng các tỉnh từ Huế trở vào cho tới Khánh Hòa, khả năng khá cao là còn có mưa rất to trong ngày mai, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Lên các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, thời tiết chịu sự tác động của không khí lạnh tăng cường về, kết hợp với những nhiễu động trong đới gió đông trên cao còn hoạt động mạnh, cho nên trong đêm nay và ngày mai có mưa diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Trong 2 ngày là mùng 3 và mùng 4 tháng 1 thì mưa sẽ giảm dần về lượng, nhưng diện mưa vẫn còn rộng trên một nửa khu vực. Ngày có lúc giảm mây giảm mưa, hửng nắng ấm và nhiệt độ cao nhất là từ 24 tới 28 độ, nhưng ban đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất là từ 18 cho tới 21 độ và riêng Đà Lạt trời rét nên du khách cũng cần lưu ý phòng tránh mưa, rét khi chọn nơi này làm điểm đến trong thời kỳ 3 ngày tới vì nhiệt độ thấp nhất ở đây chỉ từ 11 cho tới 14 độ. Và hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch trong những ngày đầu năm mới. Và sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.